Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc mẫu lót khăn trải bàn hoặc là lót bình hoa với họa tiết giống như thế này. Trước tiên, chúng ta móc cho mình một dây móc xích dài 10 mũi móc xích. Sau đó là một mũi dời để nối hai đầu dây lại tạo thành một cái vòng tròn cho mình. Mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, tám, chín, mười. Sau đó là một mũi dời. Để móc hàng móc thứ nhất, các bạn móc lên 3 bính. 3 bính đầu tiên này chúng ta sẽ tính là một mũi móc kép. Sau đó các bạn móc thêm 19 mũi móc kép nữa. Như thế là ở hàng móc thứ nhất, chúng ta sẽ móc tất cả là 20 mũi móc kép. Chúng ta móc tiếp mũi móc kép thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Các bạn sẽ móc cho hết 19 mũi móc kép cho mình. Sau khi móc xong 19 mũi móc kép rồi, chúng ta móc một mũi dời vào cái chân móc xích thứ ba để kết thúc hàng móc thứ nhất. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ nhất. Tiếp tục ở hàng móc thứ hai, các bạn móc lên 4 bính. Sau đó là một kép vào chân móc kế bên. Ở đây khoảng cách giữa mỗi một mũi móc kép sẽ là một bính. Vì vậy, các bạn sẽ móc thêm cho mình một bính một kép 18 lần. Chúng ta móc tiếp lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Các bạn sẽ móc lần lượt cho hết hàng móc thứ hai cho mình. Sau khi đã móc xong một bính một kép 18 lần rồi, chúng ta móc một bính một mũi dời vào cái chân móc xích thứ ba để kết thúc hàng móc thứ hai. Như thế là chúng ta đã vừa có được hàng móc thứ hai. Tiếp tục hàng móc thứ ba. Trước tiên chúng ta móc một mũi dời vào cái dây móc kế bên. Sau đó các bạn móc lên 3 bính. Một mũi móc kép. Tiếp tục là 2 bính. 2 kép cùng chân. Như thế là chúng ta có được cái ô móc thứ nhất. Từ cái ô móc thứ hai trở đi, chúng ta sẽ bỏ cái vị trí này. Các bạn móc vào cái khoảng trống kế bên, hai kép.
hai bính, hai kép cùng chân. Tiếp tục. Ô móc thứ ba chúng ta cũng sẽ móc giống như ô móc thứ hai. Chúng ta sẽ móc, không móc vào đây mà móc vào cái ô kế bên, hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Ở đây chúng ta sẽ móc tất cả là 10 ô móc. Các bạn sẽ móc lần lượt đến ô móc sau cùng, ô móc thứ 10 cho mình. Sau khi móc xong ô móc sau cùng, ô móc thứ 10 rồi, chúng ta sẽ móc một mũi dời để kết thúc hàng móc thứ ba. Tiếp tục là hàng móc thứ tư. Trước tiên chúng ta sẽ móc một mũi dời, sau đó là ba bính, một kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Tiếp tục. Các bạn móc tiếp cho mình 3 bính, sau đó là 3 mũi móc kép vào cái ô móc kế bên này. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong ô móc thứ nhất của hàng móc thứ tư. Tiếp tục, từ ô móc thứ hai, các bạn móc lên 3 bính. Sau đó là 2 kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Tiếp tục là ba bính, ba kép vào cái ô kế bên. Chúng ta đã vừa có được ô móc thứ hai. Tiếp theo, ô móc cũng sẽ giống như ô móc thứ hai. Trước tiên là ba bính, hai kép cùng chân. Sau đó là hai bính, hai kép còn lại. Từ hàng móc thứ tư trở đi, các bạn sẽ móc, mỗi một hàng móc sẽ là 5 ô hoa văn. Tiếp theo là 3 kép vào đây. Các bạn sẽ móc hết hàng móc thứ tư cho mình.
Sau khi đã móc xong cái ô móc sau cùng, ô móc thứ năm, chúng ta móc lên 3 bính. Một mũi dời để kết thúc cái hàng móc thứ tư này. Như vậy là chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ tư. Tiếp tục là hàng móc thứ năm. Trước tiên cũng là một mũi dời. Sau đó là 3 bính. Một kép. Hai bính. Hai kép cùng chừng. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc lên 3 bính. Tiếp tục là hai kép cùng chân 3 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Chúng ta đã vừa có được ô thứ nhất của hàng thứ năm. Các bạn móc tiếp ô móc thứ hai. Cũng là 3 bính. Hai kép cùng chân. Hai bính, hai kép còn lại. Tiếp theo là 3 bính. Hai kép cùng chân 3 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Chúng ta đã có được ô móc thứ hai. Từ ô móc thứ trở đi, các bạn sẽ móc giống như ô móc thứ hai cho mình. Chúng ta sẽ móc lần lượt cho đến hết hàng móc thứ năm. Sau khi móc xong ô móc sau cùng của hàng thứ năm rồi, các bạn móc 3 bính và một mũi dời để kết thúc hàng móc thứ năm. Như thế là chúng ta đã vừa có được hàng móc thứ năm. Tiếp tục hàng móc thứ sáu cũng là một mũi dời. Sau đó là 3 bính. Một kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Tiếp tục là 3 bính.
một mũi móc kép vào trong móc kép đầu tiên. Tiếp tục là một bính một kép 5 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Chúng ta có cái ô đầu tiên của hàng móc thứ sáu. Từ ô móc thứ hai trở đi, các bạn sẽ móc lên 3 bính. Hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Sau đó là 3 bính. Một kép. Tiếp tục là một bính một kép 5 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Tương tự ba ô móc còn lại, chúng ta sẽ móc giống như ô móc thứ hai. Các bạn sẽ móc lần lượt đến ô móc sau cùng, ô móc thứ năm. Sau khi móc xong ô móc sau cùng, ô móc thứ năm rồi, các bạn cũng sẽ móc 3 bính và một mũi dời để kết thúc hàng móc thứ sáu. Kế đến là hàng móc thứ bảy. Ở hàng móc thứ bảy, trước tiên cũng móc một mũi dời. Sau đó là 3 bính. Một kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Kế đến, các bạn sẽ móc một bính một kép vào trong móc đầu tiên. Mình đã lộn, ở đây mình sẽ móc 3 bính một kép vào trong móc đầu tiên. Một bính một kép cùng chân. Ở đây chúng ta có hai kép cùng chân rồi. Tiếp tục. Một bính một kép vào chân móc kế bên. Sau đó, ở hai chân móc tiếp theo, chúng ta sẽ móc một bính một kép hai lần vào mỗi chân. Kế đến trong móc kế bên.
Cũng là một bính một kép hai lần. Chúng ta có 4 mũi móc kép ở đây rồi. Tiếp tục cho móc tiếp theo là một bính một kép. Ở cái chân móc ở ngoài cùng, chúng ta móc một bính một kép hai lần. Chúng ta có được cái ô đầu tiên của hàng thứ bảy. Tiếp tục từ ô thứ hai trở đi, chúng ta sẽ móc trước tiên là ba bính. Ở đây cái chỉ của mình nó bị rối tí xíu. Các bạn móc ba bính. Hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Sau đó chúng ta sẽ móc tiếp ba bính. Một mũi móc kép vào cái chân móc đầu tiên. Tiếp tục là một bính một kép cùng chân. Một bính một kép vào chân móc kế bên. Ở hai chân móc tiếp theo, chúng ta sẽ móc một bính một kép hai lần vào mỗi chân. Các bạn móc cái chân móc thứ nhất, một bính một kép hai lần. Tiếp tục chân móc thứ hai cũng là một bính một kép hai lần. Sau đó chúng ta móc một bính một kép vào kế bên. Ở cái chân móc ở ngoài cùng, các bạn móc một bính một kép hai lần. Chúng ta đã có ô thứ hai. Từ ô thứ ba trở đi, các bạn sẽ móc giống như ô móc thứ hai cho mình. Chúng ta sẽ móc lần lượt đến ô móc sau cùng của hàng móc thứ bảy. Sau khi móc xong ô móc sau cùng, ô móc thứ năm rồi, các bạn móc 3 bính và một mũi dời để kết thúc hàng móc thứ bảy. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ bảy. Tiếp tục hàng móc thứ tám, trước tiên cũng là một mũi dời, sau đó là ba bính, một kép. Hai bính, hai kép cùng chân. Ở đây các bạn sẽ móc tiếp 4 bính và một mũi móc đơn vào cái chân móc đầu tiên. Kế đến, chúng ta sẽ móc 3 bính một đơn 9 lần.
Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Sau cùng, lần thứ chín. Sau khi móc xong 3 bính 1 đơn 9 lần, chúng ta đã vừa có được cái ô đầu tiên của hàng thứ 8. Các bạn móc tiếp ô móc thứ hai. Trước tiên là 4 bính. Hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Sau đó là 4 bính 1 đơn. Tiếp tục là 3 bính 1 đơn 9 lần. Lần thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Sau cùng, lần thứ chín. Chúng ta đã móc xong ô móc thứ hai của hàng thứ tám. Ba ô móc còn lại, các bạn sẽ móc giống như ô móc thứ hai cho mình. Chúng ta sẽ móc lần lượt đến ô móc sau cùng, ô móc thứ năm. Sau khi móc xong ô móc sau cùng, ô móc thứ năm rồi, chúng ta móc 4 bính và 1 mũi dời để kết thúc hàng móc thứ 8. Tiếp tục, hàng móc thứ 9 cũng là 1 mũi dời. Sau đó là 3 bính 1 kép. 2 bính 2 kép cùng chân.
Ở đây các bạn móc 3 bính 1 đơn 9 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Sau cùng, lần thứ chín. Như thế là chúng ta có ô đầu tiên của hàng móc thứ 9. Từ ô thứ hai trở đi, các bạn móc lên 3 bính. 2 kép. 2 bính. 2 kép cùng chân. Sau đó là 3 bính 1 đơn 9 lần. Lần thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Sau cùng, lần thứ chín. Chúng ta có ô thứ hai của hàng thứ chín rồi. Ba ô còn lại, các bạn móc giống như ô móc thứ hai cho mình. Chúng ta móc lần lượt cho hết hàng móc thứ chín. Sau khi móc xong ô móc sau cùng của hàng thứ chín, các bạn sẽ móc 3 bính và một mũi dời để kết thúc hàng móc thứ chín. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ 9. Tiếp tục là hàng móc thứ 10. Trước tiên cũng là một mũi dời. Sau đó là 3 bính. 1 kép. 2 bính. 2 kép cùng chân. Tiếp theo, các bạn móc cho mình 4 bính 1 đơn vào dây móc kế bên. Sau đó là 3 bính 1 đơn 7 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Thứ tư. Thứ năm.
thứ sáu. Thứ bảy. Chúng ta có ô đầu tiên của hàng thứ 10. Từ ô thứ hai trở đi, các bạn sẽ móc lên cho mình 4 bính. Hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Sau đó là 4 bính một đơn. Tiếp theo sẽ là 3 bính một đơn 7 lần. Lần thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Chúng ta có ô thứ hai của hàng thứ 10. Ba ô móc còn lại các bạn sẽ móc giống như ô móc thứ hai cho mình. Chúng ta sẽ móc lần lượt cho hết hàng móc thứ 10. Sau khi móc xong ô móc sau cùng của hàng thứ 10 rồi, hàng móc 4 bính và một mũi dời để kết thúc hàng móc thứ 10. Tiếp tục là hàng móc thứ 11. Trước tiên là một mũi dời. Sau đó là 3 bính. Một kép. Hai bính, hai kép cùng chân. Ở đây chúng ta sẽ móc thêm một lần hai bính, hai kép cùng chân nữa. Tiếp tục, các bạn móc tiếp 4 bính một đơn vào kế bên. Sau đó là 3 bính một đơn 6 lần. Lần thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Chúng ta có ô đầu tiên của hàng thứ 11. Từ ô móc thứ hai trở đi, chúng ta sẽ móc lên cho mình 4 bính. Sau đó là hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân.
Tiếp tục, hai bính, hai kép cùng chân. Sau đó là bốn bính một đơn. Tiếp tục, ba bính một đơn sáu lần. Lần thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Ở ba ô móc còn lại, chúng ta cũng sẽ móc giống như ô móc thứ hai cho mình. Các bạn móc lần lượt cho hết hàng móc thứ 11. Sau khi móc xong ô móc sau cùng của hàng thứ 11 rồi, chúng ta móc 4 bính một mũi dời để kết thúc hàng thứ 11. Các bạn sẽ móc tiếp hàng móc thứ 12. Trước tiên cũng là một mũi dời. Sau đó là 3 bính. Một kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Tiếp theo, chúng ta móc tiếp 3 bính. Hai kép vào đây. Hai bính. Hai kép cùng chân. Sau đó các bạn móc 4 bính một đơn vào kế bên. Tiếp theo là 3 bính một đơn 5 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Chúng ta có ô đầu tiên của hàng thứ 12. Từ ô móc thứ hai trở đi, các bạn sẽ móc lên cho mình 4 bính. Hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Kế đó là ba bính. Hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân.
Sau đó các bạn sẽ móc 4 bính một đơn vào cái dây móc kế bên. Tiếp theo là 3 bính một đơn 5 lần. Lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Chúng ta có ô thứ hai của hàng thứ 12. Ba ô móc còn lại các bạn sẽ móc giống như ô móc thứ hai cho mình. Chúng ta móc lần lượt cho hết hàng móc thứ 12. Sau khi móc xong ô móc sau cùng của hàng thứ 12 rồi, các bạn móc lên 4 bính một mũi dời để kết thúc hàng thứ 12. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ 12. Tiếp tục là hàng móc thứ 13. Cũng là một mũi dời. 3 bính. 1 kép. 2 bính. Hai kép cùng chân. Và ở đây chúng ta sẽ móc lên 3 bính. 5 mũi móc kép. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Sau đó là 3 bính. 2 kép. 2 bính. 2 kép cùng chân. Tiếp theo, các bạn móc 5 bính và một đơn vào kế bên. Sau đó là 3 bính một đơn 4 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Chúng ta có ô móc đầu tiên của hàng thứ 13. Từ ô móc thứ hai trở đi, chúng ta sẽ móc lên cho mình 5 bính. Hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Tiếp theo là 3 bính. 5 kép vào cái dây móc này. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư.
Thứ năm. Sau đó chúng ta móc tiếp 3 bính. 2 kép. Hai bính, hai kép cùng chân. Sau đó các bạn sẽ móc tiếp 5 bính một đơn vào kế bên. Sau đó là 3 bính một đơn 4 lần. Lần thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Chúng ta có ô thứ hai của hàng thứ 13. Ba ô móc còn lại cũng sẽ móc giống như ô móc thứ hai. Chúng ta móc cho hết hàng móc thứ 13. Để kết thúc hàng móc thứ 13, các bạn móc 5 bính và một mũi dời cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa có được hàng móc thứ 13. Tiếp theo là hàng thứ 14. Ở hàng thứ 14, chúng ta cũng móc một mũi dời. Sau đó là 3 bính. Một kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Sau đó các bạn móc lên cho mình hai bính. Chúng ta móc hai kép cùng chân 5 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Sau khi móc xong hai kép cùng chân 5 lần rồi, các bạn móc tiếp hai bính. Hai kép. Tiếp tục hai bính, hai kép cùng chân.
Tiếp theo, các bạn móc tiếp 5 bính một đơn vào cái dây kế bên. Sau đó là 3 bính một đơn 3 lần. Lần thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Chúng ta có ô móc đầu tiên của hàng thứ 14. Từ ô móc thứ hai trở đi, chúng ta móc lên 5 bính. Hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Sau đó là hai bính. Hai kép cùng chân 5 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Thứ ba. Lần thứ tư. Sau cùng, lần thứ năm. Sau khi móc xong hai kép cùng chân 5 lần rồi, chúng ta móc tiếp hai bính, hai kép, hai bính, hai kép cùng chân. Tiếp theo, các bạn móc tiếp 5 bính và một đơn vào dây móc kế bên. Chúng ta sẽ móc tiếp cho mình 5 bính một đơn. Sau đó là 3 bính một đơn 3 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Chúng ta có ô thứ hai của hàng thứ 14. Ba ô móc còn lại, chúng ta sẽ móc giống như ô móc thứ hai cho mình. Các bạn móc lần lượt đến ô móc sau cùng. Sau khi móc xong ô móc sau cùng của hàng thứ 14 rồi, chúng ta cũng sẽ móc lên 5 bính và một mũi dời.
để kết thúc hàng thứ 14. Như thế là chúng ta đã vừa có được hàng móc thứ 14. Các bạn móc tiếp hàng thứ 15. Tiếp 1 giờ. Sau đó là 3 bính. 1 kép. Tiếp tục 2 bính. 2 kép cùng chân. Sau đó chúng ta sẽ móc tiếp 3 bính. 1 kép vào kế bên. Sau đó là 1 bính 1 kép 9 lần. Lần thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Lần thứ sáu. Lần thứ bảy. Lần thứ tám. Sau cùng, lần thứ chín. Lúc này chúng ta có tất cả là 10 mũi móc kép. Tiếp tục là 3 bính. 2 kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Sau đó, các bạn móc tiếp 5 bính. Một mũi móc đơn. Tiếp theo là 3 bính 1 đơn 2 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Chúng ta có ô đầu tiên của hàng thứ 15. Các bạn móc tiếp ô móc thứ hai. Từ ô móc thứ hai trở đi, chúng ta sẽ móc trước tiên là 5 bính. Hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Tiếp theo là 3 bính 1 kép vào cái chân móc đầu tiên. Kế đến là 1 bính 1 kép 9 lần. Lần thứ nhất. Thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám.
Sau cùng, lần thứ 9. Lúc này chúng ta có tất cả là 10 mũi móc kép. Tiếp theo là 3 bính, 2 kép. Hai bính, hai kép cùng chân. Sau đó các bạn móc tiếp 5 bính một đơn vào dây móc kế bên. Tiếp theo là 3 bính một đơn hai lần. Lần thứ nhất, lần thứ hai. Chúng ta có ô thứ hai của hàng thứ 15. Ba ô móc còn lại, chúng ta sẽ móc giống như ô móc thứ hai cho mình. Các bạn móc lần lượt cho hết hàng móc thứ 15. Sau khi móc xong ô móc sau cùng của hàng thứ 15 rồi, các bạn móc lên 5 bính. Một mũi dời. Như thế là vừa xong hàng móc thứ 15. Tiếp tục là hàng móc thứ 16. Trước tiên cũng là một mũi dời. Sau đó là 3 bính, một kép, hai bính, hai kép cùng chân. Tiếp theo chúng ta móc tiếp cho mình 4 bính, một kép vào cái chân móc đầu tiên. Tiếp theo là 2 bính 1 kép 9 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Lần thứ sáu. Lần thứ bảy. Lần thứ tám. Sau cùng, lần thứ 9. Lúc này chúng ta cũng sẽ có tất cả là 10 mũi móc kép. Sau đó các bạn móc tiếp 4 bính. 2 kép. Hai bính, hai kép cùng chân. Tiếp theo các bạn móc tiếp 5 bính một đơn vào cái dây móc kế bên. Tiếp tục là 3 bính một đơn.
Chúng ta có cái ô móc đầu tiên của hàng móc thứ 16. Từ ô móc thứ 2 trở đi, các bạn móc lên 5 bính. Hai kép. Chúng ta móc tiếp hai bính, hai kép cùng chân. Sau đó là bốn bính, một kép vào đây. Tiếp theo là hai bính, một kép, chín lần. Lần thứ nhất, thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Sau cùng, lần thứ chín. Lúc này chúng ta đã có tất cả là 10 mũi móc kép rồi. Các bạn móc lên 4 bính, 2 kép. Hai bính, hai kép cùng chân. Tiếp theo là 5 bính một đơn. Tiếp tục là 3 bính một đơn. Chúng ta có ô móc thứ hai của hàng thứ 16. Ba ô móc còn lại chúng ta sẽ móc giống như ô móc thứ hai cho mình. Các bạn móc lần lượt cho hết hàng móc thứ 16. Sau khi móc xong ô móc sau cùng của hàng thứ 16 rồi, chúng ta móc 5 bính và một mũi dời để kết thúc hàng móc thứ 16. Các bạn móc tiếp hàng móc thứ 17. Trước tiên cũng là một mũi dời. Sau đó là 3 bính. Một kép. Hai bính, hai kép cùng chân. Tiếp theo, chúng ta móc lên 5 bính. Một kép. Sau đó là 3 bính một kép 9 lần. Lần thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba.
thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Sau cùng, lần thứ chín. Lúc này chúng ta cũng có 10 mũi mép. Sau đó là 5 bính. Hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Tiếp tục, các bạn móc tiếp 5 bính và một mũi móc đơn vào dây móc kế bên. Chúng ta có cái ô đầu tiên của hàng thứ 17. Từ ô móc thứ hai trở đi, chúng ta sẽ móc lên cho mình cũng là 5 bính. Hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Tiếp theo là 5 bính. Mỗi kép thứ nhất. Sau đó là 3 bính 1 kép 9 lần. Lần thứ nhất. Thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Thứ sáu. Lần thứ bảy. Lần thứ tám. Sau cùng, lần thứ chín. Lúc này chúng ta vừa móc xong tất cả là 10 mũi móc kép. Các bạn cũng móc lên cho mình 5 bính. Hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Các bạn sẽ móc tiếp 5 bính
một mũi móc đơn vào cái dây kế bên. Chúng ta có cái ô thứ hai của hàng thứ 17. Ba ô móc còn lại, các bạn cũng sẽ móc giống như ô thứ hai cho mình. Chúng ta móc lần lượt cho hết hàng móc thứ 17. Sau khi móc xong ô móc sau cùng của hàng thứ 17 rồi, các bạn móc 5 bính và một mũi dời để kết thúc hàng móc thứ 17. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong hàng thứ 17. Các bạn móc tiếp hàng móc thứ 18. Cũng là một mũi dời. Sau đó là 3 bính. Một kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Tiếp tục, chúng ta móc tiếp 5 bính. Một kép. Ở đây chúng ta sẽ móc 4 bính, một kép 9 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Lần thứ sáu. Lần thứ bảy. Lần thứ tám. Sau cùng, lần thứ chín. Chúng ta đã vừa có được 10 mũi móc kép rồi. Các bạn móc tiếp 5 bính, 2 kép vào cái ô kế bên. Chúng ta móc 5 bính, 2 kép. Hai bính, hai kép cùng chân. Chúng ta có ô đầu tiên của hàng thứ 18. Các bạn móc tiếp ô thứ hai. Từ ô thứ hai trở đi, chúng ta sẽ móc vào đây hai kép. Hai bính, hai kép cùng chân. Sau đó các bạn móc cho mình 5 bính, 1 kép, 1 kép. Tiếp tục là 4 bính, 1 kép 9 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba.
Lần thứ tư. Lần thứ năm. Lần thứ sáu. Lần thứ bảy. Lần thứ tám. Sau cùng, lần thứ chín. Chúng ta đã móc xong 10 mũi móc kép rồi. Các bạn tiếp 5 bính. 2 kép. Hai bính, hai kép cùng chân. Chúng ta có ô thứ hai của hàng thứ 18. Ba ô móc còn lại các bạn sẽ móc giống như ô thứ hai cho mình. Các bạn móc cho hết hàng móc thứ 18. Để kết thúc hàng móc thứ 18, chúng ta móc một mũi dời. Tiếp tục là hàng thứ 19, hàng móc sau cùng. Trước tiên chúng ta móc một mũi dời. Sau đó là ba bính. Một kép. Hai bính. Một kép cùng chân. Tiếp tục chúng ta móc năm bính. Một kép. Ba bính. Một dời để có được cái bông dâu. Các bạn bắt tiếp lần thứ hai. Năm bính. Một kép. Ba bính. Một dời. Lần thứ ba. Năm bính. Một kép. Ba bính. Một dời. Lần thứ tư. Năm bính. Một kép. Ba bính. Một dời. Lần thứ năm. Năm bính. Một kép. Ba bính. Một dời. Lần thứ sáu. Năm bính. Một kép. Ba bính. Một dời.
Lần thứ bảy, năm bính, một kép. Ba bính, một dời. Lần thứ tám, năm bính, một kép. Ba bính, một dời. Lần thứ chín, năm bính, một kép. Ba bính, một dời. Sau cuộc lần thứ 10. Lúc này chúng ta đã có được 10 cái bông dâu rồi. Các bạn mình sẽ móc tiếp 5 bính. Chúng ta sẽ không móc mũi kép vào đây nữa. Ở đây mình nhầm tí xíu. Các bạn không móc mũi kép mà chúng ta sẽ móc một mũi dời. Tiếp theo là hai kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Và một mũi dời vào đây. Chúng ta có được cái ô móc đầu tiên. Từ cái ô móc thứ hai trở đi, các bạn sẽ móc 5 bính 1 kép, 3 bính 1 dời 10 lần. Lần thứ nhất, 2. Lần thứ 3. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Chúng ta móc tiếp lần thứ sáu.
Lần thứ bảy. Lần thứ tám. Lần thứ chín. Sau cùng, lần thứ 10. Lúc này chúng ta đã có được 10 cái bông dâu. Sau khi có được 10 cái bông dâu rồi, các bạn móc tiếp cho mình 5 bính. Một mũi dời vô đây. Sau đó là 2 kép. Hai bính. Hai kép cùng chân. Sau đó là một mũi dời vào cái bên. Như thế là chúng ta đã có được ô móc thứ hai. Ba ô móc còn lại, chúng ta sẽ móc giống như ô móc thứ hai. Sau khi móc xong ô móc sau cùng với 10 cái bông dâu rồi. Các bạn cũng sẽ móc tiếp 5 bính. Chúng ta móc một mũi dời vào đây. Sau đó là một mũi dời vào kế bên. Ở đây vì lúc nãy cái lúc bắt đầu mình đã bị nhầm rồi. Nên vì thế lúc này chúng ta buộc lòng móc cái mũi dời để kết thúc cái hàng móc này. Chúng ta không có thể sửa lại được. Các bạn móc một mũi dời vào đây. Sau đó các bạn sẽ cắt bỏ cái phần chỉ thừa này đi. Và cái phần chỉ thừa còn lại, chúng ta sẽ dùng kim móc luồn nó vào cái mặt ở bên trong để giấu nó đi. Và đây là sản phẩm của chúng ta sau khi đã hoàn tất.